Rồi, xin chào cả nhà yêu quá xứ nha. Chúc một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui bên trong cuộc sống nha cả nhà. Đó, bữa nay cái cây sứ này nó nở hoa đẹp quá đó, sẵn mình quay cái này coi như quay khoe một chút nha. Anh chị em yêu thích hoa sứ mình vào xem ngắm hoa cho thư giãn nha. À, nhìn mặt hoa thấy đã không? Đó, đó, đây sáng sáng tí rồi. Đã hoa sai hoa nó rất là bự luôn. Một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp. Ở trong này còn lớp nữa nè, năm lớp. Rất là bự luôn. Xoay qua rất là to luôn nha. À, bự, kinh khủng luôn. Đó. Đẹp không? À, đậu của nó nè, đậu của nó nở ra thành lứ luôn. Bự cái ớn không? Bởi cánh qua nó nở ra đã. Cái này nó nhiều cánh nhưng mà nó không gục nha. Nó cũng vẫn đứng nè. À, giống này được, giống tốt nè, cực kỳ đẹp luôn. Lại nè, tuyệt trời luôn. Đây mình đang chuẩn bị mình chiết nhánh cho nó nè. Cây này là cây ghép chứ không phải là, nhưng mà giờ mình đang chiết nhánh để mình là chơi cây rin đó, chiết nhánh cho nó nè. Bò lên mập lù. Chưa? Cực phê luôn. Nhìn bông là thấy ghiền lắm. Ở này cái long thành nè. Long thành hình thú nè. Cây long thành này đây là mình để là mình nuôi trái nữa nè. Cây này là để mình lấy giống. Mình làm trái nữa cho cây này nè. Tại cái cây này phía sau nó nuôi trái rất là tốt luôn. Một cây về mà nó có thể chịu đựng được là tới 10 cặp trái luôn. Nhưng mà nó cây nó vẫn không bị si. Thường là mấy cây sấy mà thứ mà mình mà là thụ phấn á, là cây sứ nó sẽ bị si, nó còi cây, tại vì nó nuôi trái á, nó bị còi. Còn cái cây này nó chịu đựng rất là giỏi luôn. Đó, đợi chưa? Đó, anh chị em nào mà biết cái mặt hoa sứ này tên gì thì nhớ bình luận nhắn tin cho mình biết nha. Đó, có đúng không nha? À, ở dưới góc đây mình có ghi cái tên của nó rồi nè. Đó, một chữ duy nhất thôi. Nói cho vui tí nghe cả nhà, chứ cả nhà đừng có... Mình chủ yếu mình nói cho vui thôi, anh chị em mình có yêu thích thì mình vào xem. Cũng đâu có thiệt hại gì đâu, mình nói cho vui vậy thôi. À, đã chưa? Tê chưa? Rất là tê luôn nha. Rồi, cảm ơn cả nhà yêu rất là nhiều. Chúc một ngày mới vui vẻ, an lành và thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye, hẹn cùng lại lần sau nha cả nhà. Rồi, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh... và bấm vào cái chuông kế bên luôn để mình đăng video thì nó sẽ báo cho cô chú anh chị em mình xem. Đăng ký ủng hộ mình chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha.